Chucky, hôm nay tớ sẽ đi chơi. Hello, baby, anh sắp tới rồi đây. Bạn gì ơi, đi ra ngoài đi. Ôi trời, điện thoại của tôi. Mở cửa ra, cô kia. Cô làm vỡ điện thoại của tôi, bắt đền đi. Mở cửa ra, nhanh lên. Cô mà không mở cửa thì đừng có trách tôi. Cô có đền không? Cô có đền điện thoại cho tôi không? Đi ra đi, đồ gớm ghiếc. Ôi. Ngoan cố thì đừng có trách tội ác. Đi đi, nhanh. Cô đừng có giở trò, nghe chưa? Cái tên kia làm trò gì vậy? Dừng lại! À, thả tao ra! Thả tao ra! Mày là thằng nào? Bỏ tao ra! Giả bắt nạt phụ nữ này, cho chưa này! Biến đi! Nhớ mặt nha mày! Rồi mày sẽ biết tay tao! Nhờ có sự giúp đỡ của chú thỏ, Chucky đã thoát khỏi sự khống chế của tên xương độc ác. Dừng lại! Yêu cầu xuống xe! Có chuyện gì vậy nhỉ? Khi tham gia giao thông, bạn không được mở nhạc to như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Dạ dạ, biết rồi. Thời cơ của mình đã đến rồi. Hả? Xe của tôi! Đứng lại! Xe của tôi! Ôi trời ơi! Cái gì vậy? Thúi quá! Chết tôi rồi! Bạn ơi, có sao không? Ok, ok. Thả ta ra, thả ta ra. Yeah, đáng đời tên gian ác.